Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị theo dõi một số nội dung chính của trong bản tin sáng nay. Quốc lộ 50 đoạn qua địa phận huyện Cần Chuột xuống cấp nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ chưa có chỉ thị về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng xe công, trong đó sẽ giảm từ 30 đến 50% xe công vào năm 2020. Tin thế giới. Các nhà báo tiếp tục phải đương đầu với nhiều hiểm họa. Ấp Bình Xuyên, xã Bình Quế, huyện Châu Thành tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016 và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Trương Văn Biết đã biểu dương thành tích mà khu dân cư ấp Bình Xuyên, xã Bình Quế đạt được trong năm qua, đồng thời vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Trên cơ sở thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong năm qua, đời sống của người dân ấp Bình Xuyên, xã Bình Quế đã từng bước cải thiện. Toàn ấp có trên 80% hộ khá giàu, 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Cuối năm qua bình xét có hơn 96% số hộ đạt danh hiệu này. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã tặng giấy khen cho tập thể khu dân cư ấp Bình Xuyên, xã Bình Quế và hai cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2016. Nhân kỷ niệm 99 năm cách mạng tháng 10 Nga, 7 tháng 11, huyện ủy Mộc Hóa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm, 55 năm và 60 năm tuổi Đảng cho một số đảng viên trên địa bàn huyện. Theo đó, đảng viên Nguyễn Minh Lý đang sinh hoạt tại đảng bộ xã Bình Hòa Trung vinh dự nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đảng viên Phạm Châu Tuấn đang sinh hoạt tại đảng bộ xã Tân Lập vinh dự nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và ba đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mộc Hóa Nguyễn Văn Hoàng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các đảng viên tiếp tục nêu gương, giữ gìn phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp sức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Hưng phối hợp với Đảng ủy xã Vĩnh Thuận cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Việt đang sinh hoạt tại đảng bộ xã Vĩnh Thuận. Huy hiệu 40 tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận chặng đường rèn luyện cũng như đóng góp cống hiến của đảng viên Lê Thị Việt trong suốt chặng đường hoạt động cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù trải qua nhiều cương vị công tác, nhưng đồng chí đã không ngừng học tập, làm việc và cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 50 đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, trong đó qua địa phận hai huyện Cần Chuột và Cần Đước của tỉnh Long An dài 22 km được khởi công từ năm 2008 do Ban Quản lý dự án Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Qua hơn 8 năm đưa vào sử dụng, đến nay quốc lộ 50 đoạn qua địa phận huyện Cần Chuột đã xuống cấp nghiêm trọng. Đoạn hư hỏng nhiều nhất bắt đầu từ cầu Mồng Gà thuộc địa phận xã Trường Bình qua xã Long An và Thuận Thành. Vào mùa nắng thì bụi bay mù mịt, còn những khi trời mưa thì những ổ gà ổ voi trở thành cái bẫy gây tai nạn cho người đi đường. Hôm rồi mấy cơn mưa hôm nay á, nước nó tràn vô nhà dân phải làm bờ bao, rồi nó làm cho mấy cái ổ gà xe cộ đi qua đi lại té. Thì tôi phải lấy bao đồ tấn ngang đường để cho người ta bớt té, tai nạn xảy ra hàng ngày. Tôi là người dân ở địa phương này, qua cái thấy thì cái quốc lộ 50 này á thì đã xuống cấp và lỗ gà nhiều đó, rồi mưa là đọng nước, rồi là nắng là bụi đó, thì cũng dân địa phương đây cũng đề nghị các cấp chính quyền dòm ngó để sửa chữa cái đường để có thông thương cho bà con an toàn, và một cái nữa là nhờ làm đường và làm cống thoát nước cho dân địa phương đây nó khỏi bị ngập úng. Thời gian qua, để hạn chế tai nạn giao thông, đơn vị quản lý thường xuyên tu sửa, giảm giá tạm thời các ổ voi ổ gà trên quốc lộ 50, nhưng không được bao lâu lại hư hỏng vì lưu lượng xe lưu thông qua tuyến đường này rất nhiều. Thưa quý vị, lâu nay người dân ở các xã vùng thượng huyện Cần Chuột vẫn thường gắn bó với cây trồng quen thuộc như lúa và các loại rau màu. Tuy nhiên, để nhằm nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, thời gian qua, nhiều nông dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng lan và hiện
đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng với niềm đam mê, tư duy nhạy bén cùng khát khao vươn lên làm giàu, anh Trần Anh Thi ở ấp Tân Điền, xã Long Thượng đã quyết định chọn cây lan để khởi nghiệp. Nghĩ là làm, năm 2013, anh mạnh dạn bỏ ra số tiền khá lớn để đầu tư vào vườn lan với diện tích hơn 15.000 m2 theo hướng chuyên canh một cách khá bài bản. Hiện nay, vườn nhà anh có trên 300.000 gốc lan đủ loại, trong đó chủ yếu là giống lan Dendro. Mỗi ngày, anh cung cấp ra thị trường gần 500 chậu lan với giá bán trung bình dao động khoảng 30.000 đồng một chậu. Tối quan trọng nhất của trồng lan là con người. Cần một con người mà có tâm để nhìn ra được cây lan nó gặp những cái vấn đề gì. Thì mình giải quyết phun phân xịt thuốc kịp thời, với lại mình chăm sóc nó tỉ mỉ. Rồi thì cây lan thì nó cũng giống như những cây khác, nhất nước nhị phân tam cần tứ giống. Không chỉ riêng hộ anh Thi mà nhiều nông dân ở các xã vùng thượng huyện Cần Giuộc cũng đã thu được thành công khi đưa giống lan Dendro về bén rễ. Hiện lan Dendro trên địa bàn huyện xuất bán khắp nơi trên cả nước, nhưng ít ai biết rằng giống lan này vốn có nguồn gốc từ tận Thái Lan. Đây là giống lan có màu sắc đẹp, giá bán bình dân, thị trường tiêu thụ rộng, nhất là vào những dịp cuối năm. Từ tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, 4 tháng cuối năm là cao điểm. Còn những tháng đầu năm là những tháng đó mình chỉ trồng cây con hoặc là mình bán những cây mà qua Tết mình còn tồn lại thôi. Năm nói chung hoa lan này thì một nó khi mình trồng cái cây con á thì nó khoảng 7 tháng, 8 tháng nó mới những cây chậm là khoảng 9 tháng nó mới bắt đầu ra hoa mới thu hoạch được. Còn những cái cây mô mình trồng trong chai ra thì khoảng 1 năm rưỡi. Thì thị trường lan là khá tốt. Hiện tại lan của mình là không đủ cung cấp cho trong nước mà phải nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau. Để chuẩn bị cho Tết thì mình đầu tư rất là nhiều, ví dụ như nhập thẳng cây chậu lớn lớn từ Thái Lan về, và thứ hai là chuẩn bị cây cho vườn mình cũng đầy đủ để cung cấp cho Tết. Đa số các nhà vườn trồng lan đều nhắm vào dịp Tết vì dịp Tết là dịp bán rất là dễ. Theo các hộ trồng lan cho biết, vườn lan 1.000 m2 đầu tư vốn ban đầu khoảng 400 triệu đồng. Thực tế, nếu chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật, tính từ khi cây cho ra cành qua đầu tiên, sau khoảng hơn 1 năm là có thể thu hồi vốn. Từ những năm sau đó, người nông dân có thể thu lợi nhuận với bình quân khoảng vài trăm triệu đồng trên 1.000 m2. Tuy số tiền đầu tư ban đầu không hề nhỏ, nhưng với quyết tâm tạo ra những thay đổi kinh tế của nông dân mà nhiều vườn lan đã dần mọc lên. Năm 2015 thì toàn bộ cái vườn lan của huyện là 20 vườn lan. Cho đến năm nay thì đã tăng lên là 2.000 là tổng cộng là 26 vườn lan với cái diện tích là 12 hecta. Để mà khuyến khích người nông dân trồng hoa lan thì trong thời gian từ năm 2011 tới nay, phòng nông nghiệp có kết hợp với một số các cái cơ quan chuyên môn đã tổ chức tập huấn cho nông dân là 13 lớp. Riêng năm 2016 thì chúng tôi đã tổ chức tập huấn tổng cộng là 3 lớp ở các cái xã vùng thượng để cung cấp cái lan cho thị trường, đặc biệt là thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu quả từ mô hình trồng lan đã chứng minh chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh là hướng đi đúng đắn. Qua đó không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông hộ trên địa bàn huyện Cần Giuộc mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Trong đó đáng chú ý là xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho một số chức danh. Bộ Tài chính được yêu cầu sửa đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phù hợp cho từng nhóm chức danh có tiêu chuẩn sử dụng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung. Phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng từ 30-50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ ngành địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi hải đảo vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với các chức danh thứ trưởng và tương đương xe ô tô phục vụ công tác chung. Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời gian gần đây, nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông đang được tiến hành sửa chữa giảm giá, trải lại lớp nhựa đường. Việc sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng hàn lún, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.
Theo một số tài xế thường xuyên lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông, gần đây tuyến đường dài 154 km này có nhiều đoạn bị sụt lún, hàng dệt bánh xe, nhất là đoạn đi từ xã Nam Nê Giang, huyện Đắk Sông đến thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp. Thêm nữa, các đoạn bị hư hỏng xuống cấp chủ yếu xuất hiện tại các điểm có độ dốc lớn, đường quanh co hoặc vừa đồi dốc vừa quanh co nên việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Vừa rồi là đang trong thời gian bảo hành của các đơn nhà thầu thi công, thì như vậy là chủ đầu tư là chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà thầu thi công trước khi bàn giao là đi kiểm tra lại, rà soát lại. Thì vừa rồi là có 3 vị trí chúng tôi như vậy là phát hiện có cục bộ là hằn lún và nứt trên chim, thì nó rất nhỏ, nhưng mà chúng tôi trước khi bàn giao chúng tôi yêu cầu đơn vị các nhà thầu thi công là phải sửa chữa lại để mà như vậy là đảm bảo an toàn giao thông. Được biết, dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh qua đoạn tỉnh Đắk Nông từ km 817 đến km 887 có tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm 2011 và thông xe, chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2015. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông, tuyến đường này được bảo hành 2 năm và hiện nay đang trong thời gian bảo hành. Hiện nay, ở các tỉnh Tây Nguyên, cà phê đã bắt đầu chín. Các nông hộ doanh nghiệp đang phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường bảo vệ để các vườn cà phê đạt tỷ lệ quả chín từ 90% trở lên mới đưa vào thu hoạch đại trà, nhằm giảm hao hụt và nâng chất lượng cà phê nhân xuất khẩu. Những năm trước, do nạn trộm cắp cà phê hoành hành cũng như các đại lý tranh mua, tranh bán cà phê quả tươi, nên nhiều hộ sản xuất cà phê vùng Tây Nguyên đã thực hiện xanh nhà còn hơn già đồng. Do vậy, nhiều vườn tuy mới có tỷ lệ quả chín từ 40 đến 50%, thậm chí quả chín mới đạt từ 10 đến 20%, các nông hộ đã thu hái một lượt cả chín lẫn quả xanh non. Theo các chuyên gia chuyên ngành cà phê, việc thu hái nhiều quả cà phê xanh non làm cho năng suất, sản lượng cà phê giảm từ 25 đến 30%, chất lượng nhân cà phê kém, gây thiệt hại lớn cho các nông hộ. Thì trước mắt là công an xã này khi bước vào thời vụ thì cũng đã căn cứ tình thực tế, tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền cái phương án bảo vệ cà phê và tài sản của nhân dân trên lô đồng, sau đó là phối kết hợp với các doanh nghiệp, các cái đội sản xuất này là cùng coi như là công tác tuần tra kiểm soát ở khu vực mình quản lý này, từ đó là thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là tài sản nhân dân. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các nông hộ tự nguyện đóng góp mỗi sào cà phê cho thu hoạch từ 30.000 đến 50.000 đồng một hộ cho lực lượng dân phòng, công an xã, đội bảo vệ vườn cà phê. Nhờ đó, nhiều vườn cà phê đạt tỷ lệ quả chín từ 95% trở lên mới đưa vào thu hoạch đại trà. Tuy nhiên, với đặc thù, địa bàn rộng lớn, phức tạp, thủ đoạn trộm cắp lại tinh vi nên gây không ít khó khăn cho lực lượng bảo vệ cà phê. Đa số, lực lượng tuần tra phải hoạt động vào ban đêm. Từ 16 giờ đến 21 giờ là thứ nhất là lúc khi mà người dân về thì công an xã cùng lực lượng dân phòng là đi tuần tra kiểm soát, hoặc là lúc 2-3 giờ sáng. Thường thường là tội phạm nó hay làm việc lúc lợi dụng lúc thời gian đó. Các xã thôn buôn có diện tích cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên cũng đã sắp xếp lại các đại lý thu mua cà phê, nhất là kiên quyết không thu mua cà phê quả tươi không rõ nguồn gốc của những người lạ mặt và có trách nhiệm báo cáo với các đơn vị chức năng để giám sát theo dõi. Tại các địa bàn có diện tích cà phê phân tán, các nông hộ tuyển thêm lao động ngày đêm tuần tra bảo vệ vườn cà phê. Mùa thu hoạch cà phê thì tình trạng trộm cắp nó nhiều, nhưng mà trước khi đầu mùa thì được sự chỉ đạo của là công ty, một thứ hai nữa là có cái công an địa phương, là có công an xã thường xuyên là đi tuần tra nhắc nhở, rồi động viên bà con thì cũng đỡ phần nào. Đấy, nhưng mà bà con vẫn yên tâm là thu hoạch cà phê thôi. Trước đấy là toàn cái một số cái vùng bà con là vùng kia là toàn phải hải sinh, là hải xanh non đưa về nhà, nhưng tỷ lệ về quả là không, nhân là không ăn thua. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong công tác bảo vệ cà phê trước mùa thu hoạch, người nông dân phần nào yên tâm không còn thu hoạch sớm dẫn đến cà phê kém chất lượng và sản lượng thấp như các năm trước.